Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là một cỗ máy thời trang có vẻ đẹp trang nhã và quý phái, là một trong những mẫu đồng hồ bán chạy nhất của cả bộ sưu tập, có tên gọi là Rolex Pierre Master trong chất liệu vàng Everose, mặt số xà cừ trắng với số hiệu là 80315. Là một mẫu đồng hồ dành riêng cho những quý cô thì chiếc đồng hồ Rolex Pierre Master 80315 sở hữu bộ vỏ khung bằng vàng Everose, có đường kính 29mm, một kích thước tiêu chuẩn khá là phù hợp với nhiều dáng tay của người phụ nữ. Đặc biệt là với bộ vỏ khung được thiết kế dạng oyster, nắp kín lưng cùng núm vặn dạng twin lock, chiếc Rolex Pierre Master 80315 có khả năng chống nước lên đến mức 100m. Tuy nhiên, với chiếc Rolex Pierre Master 80315 trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay, vành bezel hiện tại với 32 viên kim cương là vành bezel được chế tác riêng bởi một bên thứ ba. Còn vành bezel chính hãng chính là vành bezel ở trên tay trái của tôi đây, được làm từ vàng hồng Everose của nhà sản xuất Rolex và nạm thêm 12 viên kim cương có bọc viền vàng hình vuông mạnh mẽ và cứng cáp. Hoàn thiện cho dáng vẻ yêu kiều của chiếc đồng hồ Rolex Pierre Master 80315 là dây đeo Pierre Master được thiết kế riêng biệt cho dòng đồng hồ này. Dây đeo này thì sẽ không có quá nhiều điểm mạnh mẽ giống như dây đeo President hay dây đeo Oyster. Pierre Master thì trên dây đeo gồm có 5 mắt xích của một hàng được hoàn thiện hoàn toàn bằng phương pháp đánh bóng. Và như một lẽ thông thường, phía cuối dây đeo Pierre Master là một khóa crown clasp nhẹ nhàng và đầy tinh tế. Để có thể mở được thì chúng ta sẽ bật nhẹ biểu tượng logo ở phía cuối này ra mà thôi. Gương mặt đại diện cho chiếc Rolex Pierre Master 80315 là mặt số tròn nhỏ gọn được bao bọc bỏng bởi bộ vỏ khung với đường kính 29mm. Mặt số hiện lên đầy trang nhã với chất liệu xà cừ cao cấp. Theo phía Rolex, xà cừ được sử dụng là hoàn toàn tự nhiên và mặt số xà cừ là một trong những loại mặt số cao cấp được yêu thích nhất đến từ nhà sản xuất này. Tùy vào nguồn gốc tìm được, mặt số sẽ có màu đen, trắng hoặc là vàng. Và với chiếc Rolex Pierre Master 80315 trên tay Gia Bảo ngày hôm nay, nhà sản xuất trang bị cho chiếc đồng hồ này một mặt số xà cừ trắng. Bí mật nằm trong nghệ thuật chế tác độc quyền của Rolex, mặt số xà cừ sẽ khá là tự nhiên và độc đáo. Và bởi tính đặc trưng của nguyên liệu là nguyên liệu xà cừ, mỗi mặt số sẽ được xem như là một thực thể duy nhất, không có cái xuất hiện thứ hai. Đem lại vẻ đẹp cổ điển trong thiết kế của mẫu Rolex Pierre Master 80315 là bộ cọc chỉ giờ được thiết kế dưới dạng số La Mã trong tông màu vàng hồng cùng với cả bộ vỏ khung, 10 cọc chỉ giờ kích thước lớn và logo vuông mịn tại góc 12 giờ bằng vàng hồng tỏa sáng cùng bộ kim dáng gậy quen thuộc của dòng đồng hồ Rolex Desert. Hơn thế nữa, kim cương không chỉ được dùng để trang trí vành bezel mà nhà sản xuất còn ứng dụng cả kim cương ở trong phần hoàn thiện mặt số với vị trí góc 6 giờ. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta không thể bỏ qua ô cửa sổ góc 3 giờ của chiếc Rolex Pierre Master 80315 có thể kèm theo kính Cyclops ở lớp kính Sapphire. Ô cửa sổ góc 3 giờ và lớp kính Cyclops chính là dấu hiệu để nhận biết những chiếc đồng hồ Desert huyền thoại nhà Rolex. Xuất hiện vào năm 1945, chiếc Rolex Desert được xem là mẫu đồng hồ đầu tiên trên thế giới có kèm theo chức năng nhảy lịch ngày thông minh. Và như vậy, sở hữu một chiếc Rolex Desert giống như sở hữu một minh chứng riêng của một thời kỳ lịch sử trong giới chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Hoạt động của bộ ba kim đồng hồ và ô cửa sổ báo ngày được điều chỉnh duy nhất qua núm chỉnh giờ dạng xoắn vít có kèm theo hệ thống twin lock bên cạnh hông của chiếc Rolex Pierre Master 80315. Núm chỉnh giờ khá là nhỏ bằng chất liệu vàng hồng và được chiết khía để có thể giúp các quý cô điều chỉnh giờ dễ dàng hơn. Và có một lưu ý nho nhỏ là khi muốn điều chỉnh đĩa ngày, chúng ta sẽ tránh khung giờ nguy hiểm từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hoặc là khi đĩa ngày đang bị lệch, để tránh việc bộ máy phía dưới sẽ bị tổn thương, sinh ra hỏng hóc không đáng có. Và dĩ nhiên rồi, điều làm nên cho một chiếc đồng hồ cơ học Thụy Sĩ không chỉ là phần hoàn thiện về mặt thiết kế mà còn là một trái tim đập bền bỉ ở bên trong. Với chiếc Rolex Pierre Master số hiệu 80315, nhà sản xuất Rolex đã trang bị bộ máy 2236 thế hệ mới được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến của hãng. Bộ máy 2236 có nền tảng là bộ máy 2235, nay được trang bị thêm dây tóc Silosi có tính năng kháng từ ưu việt cũng như kháng sóc tốt hơn. Bộ máy 2235
cũng đã trải qua kỳ kiểm nghiệm vô cùng khắt khe về tính chính xác từ tổ chức COSE để nhận về chứng nhận Chronometer, là một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp. Chiếc đồng hồ Rolex Speedmaster 80315 có thể vận hành trong khoảng 55 giờ đồng hồ khi được lên cót đầy đủ. Và với một chiếc đồng hồ tự động như Rolex Speedmaster 80315, việc lên cót sẽ hết sức dễ dàng, vì chủ nhân chỉ cần đeo trên tay, di chuyển đã cung cấp cho chiếc đồng hồ này hoạt động được rồi. Trên đây là video review về chiếc đồng hồ Speedmaster 80315 đến từ gia bảo Luxury. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.